mình ở cái phiên bản sắp tới. Và đây là màn hình máy của trận đầu tiên của chúng ta, trận đấu đầu tiên của loạt BO3 bảng B giờ Chosen Team mùa thứ 8 giữa SVM và RMG của Philippines. Một số thông tin cho biết rằng hôm nay team SVM đang có một cái sự chuẩn bị khá là lớn khi team SVM đã quyết định cho mình là training team với rất nhiều đội mạnh của Việt Nam. Và đây sẽ là một sự chuẩn bị cần thiết để cho SVM có được những cái lợi thế và những sự quen tay để đánh với những đối thủ rất nặng ký đến từ Philippines. Đây là màn hình máy của Cường Thách Đấu. Chính xác. Và tôi đang nhìn thấy một cái sự thay đổi nhỏ khi mà một đại diện của Philippines đã thay bằng vị trí của Joey. Joey đã dự bị để thay vào đánh cho các bạn đại diện bên Philippines và đối đầu với cả FCM trong trận đấu đầu tiên. Và nếu các bạn khán giả, các bạn đang xem trên đường truyền ở Facebook cũng như là YouTube, thì các bạn nếu mà các bạn không muốn xem bị delay thì các bạn có thể qua kênh Nimo TV Bonzi để có thể tiếp tục theo dõi trận đấu một cách trực tiếp nhất. Và chúng ta đang có màn hình máy của Cường Thách Đấu, một anh chàng mà có quá nhiều cái sự kinh nghiệm ở trong những cái giải đấu giờ chu dừng rồi. Và hôm nay Cường Thách Đấu cùng với các đồng đội sẽ mang đến những con bài gì đây, chúng ta cùng chờ xem. Có ngay cho mình một con As cùng với hai một con Udia. Nếu một con set nữa hoàn toàn sẽ là một turn mà 2.1 Cường Thách Đấu có thể sẽ có ba long tộc. Với việc có ba long tộc và đánh cho mình những cái chuỗi có thể là chuỗi thua thì hoàn toàn lượng tiền của Cường Thách Đấu sẽ là rất nhiều. Chúng ta chờ xem, có lẽ ở turn này sẽ là thêm một mảnh đồ nữa dành cho Cường Thách Đấu mà thôi, bởi vì cái lượng tướng 3 tiền của Cường Thách Đấu nhận đã là đủ rồi. Một mảnh kiếm nữa dành cho Cường Thách Đấu rồi. Một con As và một đôi Udia, hoàn toàn Cường Thách Đấu có thể hy vọng ra con set để có thể kích cho mình, đó chính là ba long tộc từ sớm. Update cho mình Udia 2. Có lẽ là phải đợi thêm một chút để có thể hy vọng ra được những con tướng long tộc tiếp theo. Joey up cấp 4 ở turn 2.1. Điểm danh qua lại một chút các đại diện ở bên phía SVM bao gồm Cường Thách Đấu, Valentino, Lâm Luis và Kurokio. Đây là những cái tên của SVM và những cái thành viên của đội tuyển đến từ Philippines bao gồm Joey, Array, Clyde và Dao Phu. Rất là đáng tiếc khi mà cái việc đường truyền từ các bạn nước ngoài khá ảnh hưởng khá nhiều đến các bạn ấy rất phải loay hoay. Và để có được một trận đấu như thế này, chúng ta có thể thấy cái sự nhiệt tình, nên mình rất mong là các bạn khán giả có thể thông cảm dành cho ban tổ chức, bởi vì đây là vấn đề của mạng đường truyền nước ngoài nên khá là khó khăn để chúng tôi có thể khắc phục những cái lỗi, và sẽ cố gắng ở những cái trận đấu sau hay mùa giải sau có thể sẽ khắc phục hết đi. Sẽ không còn phải chờ delay nữa. Chúng ta cùng chờ xem Cường Thách Đấu đây. Một con Warwick. Warwick đã giành chiến thắng trước Kurokyo rồi, thua thắng rất đẹp với Cường Thách Đấu. Chờ xem 2.2 ra cho Cường Thách Đấu một cái đai lưng và một cái có khổ hắc ám. Cường Thách Đấu không chần chừ vào đấy luôn, cho mình cái đai lưng khả năng cao là một cái giáp máu để cho vị trí Warwick rồi. Đúng là như vậy. Một cái giáp máu trên ở Warwick tôi thấy khá nhiều. Các player tốt Thách Đấu của chúng ta rất ưu tiên một cái giáp máu ở khoảng thời gian early game của trận đấu, khi mà cái giáp máu này hoàn toàn các bạn có thể swap cho những con tướng rất khỏe ở cái giai đoạn late game như là Garen, như là Mordekaiser, đều là những con tướng cầm được cho mình cái giáp máu này hiệu quả cả. Tôi đã nhìn thấy Clyde một cái vô cực kiếm trên người của con Vayne rất sớm rồi, tối ưu hóa đồ và một cái Iron Solari hắc ám nữa. Như tôi có thể nhìn qua với cái việc mà tưởng chừng cái trang bị đó chính là dây chuyền Iron Solari hắc ám, nó là một cái trang bị khá bóp khi mà nó có giảm cái lượng năng lượng chúng ta được hồi vào khi đánh đòn đánh, nhưng đang được sử dụng rất nhiều đến từ vị trí của các tuyển thủ Thách Đấu của chúng ta. Chúng ta cùng chờ xem, đây là một con Warwick cầm giáp máu, mặc dù là Warwick 1 thôi nhưng cái lượng máu cộng vào là rất nhiều, khiến cho Cường Thách Đấu có thêm một trận thắng nữa trước Clyde rồi. Trận thắng thứ hai của Cường Thách Đấu. Và nói thêm một chút về những cái đồ mà không hiệu quả ở phiên bản hiện tại 11.12 này, có thể là giáp lửa. Riot Game đã nhìn ra cái giáp lửa không có quá hiệu quả ở phiên bản này, nên giáp lửa sẽ có sự thay đổi nhẹ một chút ở cái phiên bản 11.13. Khi mà tôi thấy bình thường khi mà chủ nhân cầm cho mình cái giáp lửa sẽ bị đốt máu trong xuyên suốt cái khoảng thời gian của giao tranh, thì bây giờ giáp lửa chỉ đốt trong vòng 8 giây mà thôi. Đấy là một sự tích cực của Riot Game khi mà đã thay đổi để nhằm mục đích dành cho các player của chúng ta
sẽ có những người ghép đồ item là giáp lửa để có thể đép ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Còn đây là Clive, một con Warwick 2 sao. Downfall thì đang có cho mình là 3 suy vong, cũng như là một con set 2. Một con Hecarim cầm cho mình là random đồ. Up cấp 5 rất sớm đó chính là Valentino. Một con Yasuo cầm Đại Bác Liên Thanh sẽ giúp cho Valentino giành chiến thắng trong tuần này. Tôi tin chắc là như vậy khi mà lượng sát thương gây ra bởi lưỡi kiếm của Yasuo là hoàn toàn vừa đủ để dứt điểm đi những vị trí đến từ Warwick và set 2 đến từ vị trí của Downfall. Với một con Yasuo 1 cùng với form ma sứ thì cái việc mà đép máu và gây được lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp với cái Đại Bác Liên Thanh này khiến cho Valentino hoàn toàn thể đép được xong rất nhiều turn tới. Nhưng chúng ta có thể thấy ở đây Downfall anh chàng này có ngay cho mình đó chính là một cái Nico và có hẳn là 4 mảnh đồ, nên cái việc lượng tiền của Downfall hoàn toàn không thể lợi tức 10 tiền ở thời điểm hiện tại rồi. Không biết anh chàng này sẽ nhặt gì đây. Có một cái nước mắt ám của Chandle bởi vì tôi tin rằng cái nước mắt này sẽ được các tuyển thủ chọn thôi, với việc mà một con bài Rise cầm cho mình bùa xanh đen đậm nó đang làm mưa làm gió ở cái meta này. Nó thực sự là mạnh hơn một con lơ lăng cầm bùa xanh đậm ở những cái phiên bản trước. Phải nói là quá mạnh. Nếu mà bạn có cho mình trong đội hình một con Rise cầm cho mình những cái đồ chấm phái như là giác thi thần, như là cái quyền trượng như là cái bùa xanh hắc ám, thì hoàn toàn con Rise có thể mang lại chiến thắng dành cho bạn. Và đây là một con Lee Sin dành cho Downfall. Chàng trai của chúng ta đang muốn bán thì phải, liệu rằng có bán hay không, quyết định là bán luôn. Và khả năng cao là cho Gragas vào và bán đi Victor. Chàng chúng ta cùng chờ xem bản tuần này Downfall xử lý như thế nào. Đang check nhà rất nhiều. Anh chàng này đang suy nghĩ một chút với việc mà up 5 bây giờ anh chàng này muốn đép máu thôi, với việc là không có nhiều lợi tức lắm. Đây rồi, cho mình hai ma pháp sư lắp luôn giáp tinh thần hay không đây? Không. Giáp đó lửa. Chính là một cái giáp lửa tối ưu hóa đồ là rất sớm. Một cái giáp lửa và một cái random đồ sẽ giúp cho Downfall giữ máu ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Nhưng về mặt late game thì hoàn toàn Downfall cần thêm những cái đồ gây sát thương thì bài Downfall mới có thể yên tâm được khoảng thời gian cuối của trận đấu, khi mà những cái đồ Downfall đang ghép chỉ là mạnh ở thời điểm đầu game thôi. Chứ còn late game thì vẫn cần những cái đồ khác. Và một chiến thắng tiếp theo dành cho Downfall trước bài đấu cường thách đấu, và cường thách đấu phải mất đi cái chuỗi thắng của mình rồi. Với cái việc mà có cho mình một Nico cùng với 3 đồ thì cái lượng tiền của Downfall là rất thọt, nhưng rất may mắn anh chàng này đã tự ra cho mình những cái form bài 2 sao giúp cho anh chàng này có thể đép được máu ở đầu trận, nên cái việc lắp đồ để đép máu là hoàn toàn hợp lý thôi. Tôi tin rằng sẽ một bài đấu mà Downfall cố gắng lên 7 với nhiều tiền nhất và cố gắng roll cho mình một bộ bài nào đó có 4 tiền và cố gắng lên 2 sao sớm nhất. Đang trích nhà khá kỹ. Array thì đã ghép cho mình một cái Iron Sori hắc ám, đang đép bằng form tái tạo cũng như là một con Kalista 2 để gây sát thương ra tuyến sau, và một pha xếp Iron Sori nhằm mục đích chỉ đơn giản là kích cho vị trí của Vladimir mà thôi. Gặp cho mình là người đồng đội Downfall, tôi nghĩ rằng với cái giáp lửa trên người của set 2 kia, Downfall sẽ dành cho mình thêm một cái chiến thắng nữa. Cái giáp lửa này cùng với con set 2 ở bây giờ là một thời điểm rất tuyệt vời, với việc con set 2 này sẽ sống rất lâu. Kích cho mình đó là hai đấu sĩ, ở mốc hai đấu sĩ nếu là một con Nunu nữa sẽ là 4 đấu sĩ dành cho Downfall thôi. Rất tuyệt vời dành cho anh chàng này rồi, đép được một turn nữa. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng turn đồ này Downfall sẽ ra cho mình những mảnh đồ như thế nào. Một chiến thắng tiếp theo của Downfall và với một Nunu nữa thì hoàn toàn lên 6. Downfall có thể có cho mình là 4 đấu sĩ, khi đó cái khả năng có quay trong giao tranh cũng như là khả năng giữ máu của Downfall sẽ đẩy lên một mốc cao hơn. Và nếu như các bạn khán giả các bạn đang xem trên đường truyền của Facebook cũng như là YouTube Tiger TV thì các bạn hoàn toàn có thể qua Nimo TV Bonzi để có thể theo dõi trận đấu không bị delay. Khi mà đường truyền ở bên phía Facebook cũng như là YouTube, chúng tôi để delay trận đấu khoảng 10 phút. Và đây là màn hình máy của anh chàng Kurokyo, một anh chàng có lối đánh rất là sexy, nó như kiểu là phong cách đá bóng của Brazil vậy. Và drop ra cho mình thêm một cái nước mắt cũng như là một mảnh giáp nữa dành cho Kurokyo, một cái cung xanh đã được tối ưu hóa trên ngựa Kalista. Liệu rằng anh chàng này sẽ hướng tới đến những mảnh đồ lớn gì đây, những cái món đồ lớn gì đây. Đang muốn roll nhẹ là 16 up cấp rất sớm để nhằm mục đích kiếm cho mình những con tướng 2 sao. 4 đấu sĩ giàn tanh đó là quá đủ để giúp cho Kurokyo có thể giữ được máu ở khoảng thời gian 3 chấm rồi. Một con Nocturne đang có sự tính toán ở đây và bán đi và bắt lại vị trí của Pantheon chăng. Màn hình của Kurokyo đang hơi giật và đã revenge 2. Tôi tin chắc rằng đây là một cái lap đủ để Kurokyo có thể đặt niềm tin vào con revenge này và giữ máu ở khoảng thời gian sắp tới.
Còn đây là Array, một thành viên của đại diện đến từ Philippines, đối đầu ngay với nhà Kurokyo, vừa update cho mình một con Revenge 2 cầm cho mình cái cục cung Runen. Lượng sát thương gây ra bởi Kalista kia là có khi mà Kalista đã cầm cho mình một cung xanh rồi. Vâng, với việc mà 3.1 chúng ta có một con Revenge 2 thì hoàn toàn sẽ là một lượng sát thương cực kỳ lớn, sẽ là một tên đấm rất đau đến từ vị trí của Kurokyo, nhưng đây là không thể tràn vào đến từ vị trí của Revenge, và Revenge phải nằm xuống giúp cho Array có thể đép thêm một chest nữa, khiến cho anh chàng này đỡ bị đấm đau hơn. Một mảnh găng cùng với đó là gậy có cổ hắc ám, tên đồ khá khó dành cho Array rồi. Tôi nghĩ là gậy thôi. À, tôi nghĩ là một cái găng để ghép, có thể ghép cho mình crit phép, chắc chắn là như vậy rồi. Thực ra đồ này khá đẹp dành cho vị trí của Array. Một kháng phép nữa sẽ là cùng cung Vulnerable dành cho vị trí của Yasuo. Cái xẻng kia thì hoàn toàn có thể là một cái biến ma sứ hoặc là một cái biến đồ long. Găng thì có lẽ sẽ là cái kháng hiệu ứng vĩnh cửu hoặc là một cái bàn tay công lý hắc ám dành cho vị trí của Yasuo. Tôi tin chắc rằng đây là những cái lượng đồ mà Array đang hướng đến. Trong khi đó Valentino với khả năng đánh nguyên suýt của mình up cấp 5 rất sớm, chẳng trải chúng ta đang có cho mình là cái trụ tăng 6 rồi, rất tuyệt vời. Tôi vừa nhìn thấy một nhà nào đó đây rồi, đó chính là một đó chính là tôi chưa kịp nhìn đây rồi, đó chính là Lâm Louis. Như tôi đã nói, tôi nhìn cái đồ này chắc chắn đó chính là đồ cho Rai rồi, một cái giáp thiên thần cùng với đó chính là một cái bùa xanh đen đậm, thì con Rai chỉ cần tầm này chúng ta có một con Rai Morse thôi, hoàn toàn sẽ là một lượng sát thương carry cực kỳ lớn, mà lượng CC quá khủng khiếp với vị trí của Rai thôi. Đúng là như vậy, khi mà Lâm Louis đã có cho mình một cái bùa xanh hắc ám thì khả năng cao, và tôi tin chắc chắn rằng Lâm Louis đang hướng tới bộ bài sử dụng được con Rai để có thể tối ưu hóa lượng đồ của mình. Và đây là một con Sejuani dành cho vị trí của Array, 4 ma sứ rất tuyệt vời. Lucid 6 dành cho Array sẽ là một tên lên 7 và khá nhiều tiền để có thể anh chàng này roll được cung bài cho mình. Một thông tin ngoài lề một chút thì Hà Nội đã đổ cơn mưa rồi. Sau rất nhiều ngày nóng thì cuối cùng Hà Nội đã đổ cơn mưa, thì tôi đang khá là mừng khi một cơn mưa rào đang đến. Sẽ là một không khí mát. Dành mưa. Cho vì mưa nên là cái lượng âm thanh mà chúng tôi truyền tải có lẽ sẽ bị ảnh hưởng một chút, nên mong quý vị các bạn thông cảm. Đây rồi. Mong các quý vị các bạn thông cảm khi mà hiện tại thì Hà Nội đang là một cơn mưa rất là to rồi, một cơn mưa nặng hạt sau những ngày thời tiết rất là nóng lên đến 41 độ C. Và hôm nay chúng ta đã có cơn mưa. Và Array thì đang đối đầu với cả nhà cường thách đấu. Cường thách đấu thì đang đép cho mình là cái phong sát thủ, nhưng mà có lẽ phải gục ngã trước bài đấu của Array rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Tôi đang nhìn thấy là có hai nhà, một đánh Yasuo cho mình, Array một cái Lucid khá là đẹp cùng với lượng máu như thế này. Anh chàng này sẽ nhặt, tôi cứ nghĩ rằng anh chàng này sẽ nhặt một cái cùng cung cơ, nhưng anh chàng này nhặt thêm một cái cung nữa. Sẽ là đại bác hay chăng đây, hay không phải là một bài đấu hướng đến Yasuo? Cầm đại bác cũng là được, nhưng nếu có cùng cung sẽ là một lượng sát thương clear nhiều hơn. Anh chàng này đang check một nhà đối thủ cũng đánh cho mình một bài Yasuo rồi. Valentino, chàng trai chúng ta đã có thêm một cái đồ Yasuo nữa, đó chính là một cái cùng cung Vulnerable dành cho vị trí của Yasuo. Và trận đấu này khả năng cao Array cũng như là Valentino trùng bài ở trong trận đấu này, khi mà cả hai đều đang hướng tới con bài Yasuo này. Đây rồi, anh chàng Valentino không lấy được găng trong trận đấu vừa rồi. Quyết định của Array đó chính là vẫn sẽ là cùng cung và đại bác thôi, mặc dù để kiếm thêm mảnh cung nữa là khá là khó khăn, với việc là anh chàng này có một cái găng hắc ám rồi, anh chàng này chưa muốn tối ưu luôn ở thời điểm hiện tại. Nó là cờ rít phép và cái đại bác liên thanh dành cho vị trí của Yasuo. Còn đây là Clyde đang có cho mình cái bùa xanh nhân đậm. Có lẽ Clyde đang hướng tới đội hình suy vong khi mà đã có cho mình một cái jacket hắc ám cũng như là một cái vô cực kiếm và một cái màu xanh đen đậm dành cho vị trí của Syndra, để có thể đợi một con Rai ra thì Clyde chắc chắn sẽ swap đồ dành cho vị trí của Rai rồi. Vâng, hai nhà Yasuo gặp nhau nhưng có vẻ là con Yasuo cầm đại bác này đang nhỉnh hơn một chút, với việc đó chính là cái lượng tanh đến từ cái dây chuyền hắc ám là rất nhiều, khiến cho Valentino phải mất streak trong turn này rồi. Valentino đã mất streak khi mà chàng trai chúng ta đang ôm rất nhiều đôi ở hàng chờ. Array đã phá được cho mình cái chuỗi người đang đánh nguyên streak là Valentino. Kurokyo 93 máu đang cháy, người duy nhất trong lobby của chúng ta. Lâm Louis chỉ còn lại 33 máu mà thôi. Lối đánh của Lâm Louis tối ưu hóa đồ để có thể lên game bật ngược trở lại, nhưng mà
khả năng cao liệu rằng Lâm Lewis game đấu này anh ta có thể hoàn thiện được lineup của mình hay không, khi mà lượng máu đang quá nguy hiểm. 3.6, chỉ còn lại cho mình là 33 máu mà thôi. Tôi tin rằng nếu Lâm Lewis ra cho mình một con Rise cùng với những cái đồ mà anh chàng này đang có thì hoàn toàn anh chàng này có thể giữ máu được và có thể comeback, bởi vì đồ của Lâm Lewis dành cho Rise là rất đẹp rồi. Kurokyo với một con Riven 2 sớm ở round 3.1 thì anh chàng này đang khá là cháy trong cái lobby này rồi. Một con Saiyan được triệu hồi, và liệu con Riven này có làm hay không đây? Có vẻ là không được rồi. Ôi, nhưng đó lại là được, bởi vì con Saiyan này liệu rằng có đủ để kết thúc con Lulu này không đây? Có sát thương ám sẽ là một chiến thắng dành cho con Saiyan này thôi. Đúng, sẽ là một chiến thắng dành cho Saiyan, tôi tin chắc là như vậy. Ô không, một pha cắn Lulu, lượng sát thương là đủ để dứt điểm đi con Saiyan bên phía đội hình của Valentino. Và ừ, Valentino có trong mình trận đấu thứ hai đang ôm rất nhiều đôi, thậm chí đang có một cái hốp dành cho Valentino khi mà anh ta đang ôm rất nhiều chân đồ. Liệu rằng có phải là một pha nuôi chân đồ 3 của Valentino hay không, chúng ta cùng chờ xem. Đang bắt đầu thay lại lineup cho mình, đó chính là ma sứ và chiến binh đồ long rồi. Với việc mà Hà Nội mưa như thế này thì cái đường truyền đến từ những các bạn hay thậm chí là tất cả chúng ta sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Wow. Đây là một cái xẻng dành cho Valentino. Một cái xẻng tương tương quái 3.7 chỉ drop cho Valentino một cái xẻng thôi. Lee Sin tự lên 2 sao. Pha roll này liệu rằng Valentino có update được con Yasuo 2 hay không, chúng ta cùng chờ xem. Đang roll Sejuani bắt lại và thay vào đó chính là bốn ma sứ Morgana. Tiếp tục hay không đây? Morgana 2 sao, Nunu được bán đi thay vị trí của Aphelios vào. Chưa ra model và đôi Aphelios. Tiếp tục roll Vladimir. Thiếu Diana. Một con Diana nữa sẽ có cho mình là form 6 ma sứ và 4 và 2 đồ long. Một lineup khỏe ở khoảng thời gian 4 chấm của Valentino. Như anh Von có thể thấy, tôi đang nhìn thấy đây, đó chính là Daofu. Anh chàng này roll rất giỏi ở level 7. Một con Kama 2, một con Volibear 1, cùng với đó là 20 tiền vẫn còn nguyên Nico. Một turn roll cực kỳ tuyệt vời dành cho Daofu rồi. Đúng là như vậy. Một turn roll quá tín dành cho vị trí Daofu. Trong khi đó Zoe dành cho mình một chiến thắng trước bài gấu cường thách đấu. Kurokyo đang cháy và vẫn giữ cho mình là 93 máu. Tôi tin chắc rằng Valentino sẽ vẫn đôi mà thôi, khi mà anh ta đang muốn hốt một con Yasuo 2 sao và đã là một con Yasuo 2 ở tầng 4.2 rồi. Bắt đầu có sự tính toán để lấy lại cho mình là 10 tiền, bán cho mình Aphelios đi, bởi vì Aphelios không có đồ thì khả năng của Aphelios không có bất cứ tác dụng nào trong giao tranh cả. Đang muốn đôi để kiếm cho mình một con Mordor Kaiser và thay vào vị trí của Lulu để có cho mình là hai bí ẩn. Đang đợi Mordor Kaiser để có thể kích cho mình, đó chính là quân đoàn. Thậm chí là Valentino còn chưa có Diana nữa cơ. Khá là khó với việc mà ở tân đôn vừa rồi Valentino bây giờ mới có thể có được Yasuo 2, thì anh chàng này hoàn toàn sẽ là một tên phải lợi tức lại tiền thôi. Một con Morgana cầm với cái giáp thiên thần bóng tối này, cái lượng sát thương mà Morgana này gây ra là rất nhiều. Lee Sin 2 cũng là như vậy, sẽ là một tên đép được dành cho Valentino thôi. Một chiến thắng tiếp theo dành cho vị trí của Valentino. Kurokyo thì vẫn đang thể hiện sự xuất sắc của mình, nhưng mà anh ta vẫn đang giữ được cho mình cái win streak 93 máu. Lâm Lewis bắt đầu giữ lại lượng máu ở mốc 33 rồi, rất là tuyệt vời. Đây là bài đấu của Daofu, một bài đấu vẫn đẹp cho mình form là 4 brawler, 4 đấu sĩ và Kama đã là 2 sao và đang cầm cho mình xe khổng lồ, cũng như là mũ phù thủy Ramadan Hắc Ám. Tôi tin chắc rằng lên level 8 với cái Neko kia, hoàn toàn Daofu có thể hy vọng mình ra được một con tướng 5 tiền 2 sao. Nếu mà là Garen thì thực sự đó là một điều tuyệt vời dành cho vị trí Daofu. Ba nhà Yasuo là những gì mà tôi nhìn thấy ở cái lobby này, lượng sát thương. Và có lẽ với việc ba nhà chơi Yasuo này, với việc đó là một con Yasuo 3 thì rất là khó gặp cho mình. Đó là nhà của Kurokyo. Kurokyo quyết định lắp cho mình ba đồ đó chính là một cái Sojin, một cái cùng Kurokyo và một cái giáp tinh thần trên người của con Riven. Đang đép tạm bằng Riven 2 sao. Hang cho của Kurokyo đang có cho mình một Homeringer ra từ rất sớm, có cho mình thêm những cái mảnh gậy cũng như là những cái mảnh BF. Hoàn toàn Kurokyo có thể đặt niềm tin vào Homeringer. Ở cái khoảng thời gian 5 chấm một trận đấu, chàng trai chúng ta đã mất đi cho mình cái win streak rồi. Lâm Lewis đang giữ lại cho mình cái win streak. Khả năng cao Lâm Lewis đã
có cho mình được một con Rai và thậm chí có thể là một con Rai 2 dành cho vị trí của Lâm Luyến. Array lấy cho mình con Ivan cầm sẹo. Một con Raven cầm kiếm đã được lấy đi rồi. Lâm Luyến chắc chắn là rất thích con Raven này. Với vì anh chàng này hướng đến cho mình đó là đội hình suy vong. Như đã nói, một con Kakama 2 đến từ vị trí của Dafu ở thời điểm hiện tại, lượng sát thương gây ra là rất nhiều. Tương vừa rồi Dafu đã cắt cho mình cái streak của Kurokyo. Lượng đồ đã nhặt, Valentino nhặt cho mình một cái đai máu hắc ám. Kurokyo đang chần chừ lấy cho mình mảnh cung rồi. Rất mong các bạn khán giả, các bạn có thể thông cảm khi mà thời tiết Hà Nội đang mưa rất to. Đường truyền bên phía Facebook cũng như là các đường truyền bên phía các nền tảng khác cũng đều đang gặp một số trục trặc, thì hy vọng rằng các bạn có thể thông cảm cho các player của chúng tôi, và chúng tôi đang cố gắng để đưa đến cho các bạn những cái hình ảnh tốt nhất của trận đấu và khả năng cao với Sojin dành cho vị trí Okama, khi mà đây là một con Okama đã sở hữu cho mình là 3 đồ. Nhận thấy rằng ở trong lobby khá nhiều người đeo bằng đấu sĩ, nên là Đào Phú quyết định là ghép cái diệt khổng lồ luôn. Và bật mí cho anh em, diệt khổng lồ sẽ có thay đổi ở phiên bản meta 11.13. Tôi tin rằng với một cái bài đấu này và việc lắp Sojin thì hoàn toàn anh chàng Đao Phu này có thể hướng đến đó chính là đội hình thuật sĩ cùng với đánh 5 tiền với một con Hammerdinger. Với cái Neko này hoàn toàn sẽ một turn roll 8 khá nhiều tiền của Đao Phu đây để có thể hốt cho mình đó chính là một con Hammer 2 hoặc đó là một con Garen 2, sẽ là lượng sát thương cực kỳ lớn. Một cái giáp chest đến từ vị trí của Valentino thì phải không, đó là Array. Array phải gục ngã trước lưỡi kiếm sát thương chuẩn của Yasuo trong bài Valentino. Array vẫn chưa update được cho mình con Yasuo 2 level 8, sở hữu cho mình là 9 chest nhưng vẫn phải nhận cho mình một trận thua. Bởi đơn giản bài đấu của Array quá nhiều một sao, những con tướng co của Array mới chỉ đang là một sao mà thôi. Chúng ta đang chờ đợi xem khá nhiều Nico ở trên những bàn cờ. Yasuo rất nhiều, check đi đâu thấy một con Yasuo. Tôi tin rằng Array có muốn xoay bài cho mình hay không. Đây đang có những cái bước chuyến biển khác, đó chính là một con gấu cùng với đó là một con Ivern. Chúng ta chờ đợi xem pha xử lý của Array này, anh chàng này muốn xoay cho mình đội hình khác khi đã có quá nhiều người chơi cho mình đó chính là một bài Yasuo Kama được trưởng. Con Kata này nhảy khá nhiều, cùng với đó là búp giáp đến từ vị trí của Reo. Sự lượng sát thương cực kỳ nhiều đến từ vị trí của Kama, có lẽ sẽ là một chiến thắng dành cho Đa Phu thôi. Sẽ là một chiến thắng dành cho Đa Phu. Và người đang cháy duy nhất trong lobby của chúng ta là Lâm Luis chào trai với một cái chuỗi thua rất dài 33 máu. Còn lại Lâm Luis đang giữ lại cho mình cái win streak. Wow, Lâm Luis chưa có bất cứ một con Rai nào nhưng mà đã sở hữu cho mình một Draven 2 ở level 7. Và thậm chí Lâm Luis đang có cho mình là 40 tiền nữa. Lên 8, Lâm Luis chỉ cần thêm một con Rai thì sẽ đẩy ngưỡng sức mạnh đội hình của Lâm Luis lên một ngưỡng sức mạnh cao hơn. Một con Katarina cầm đồ rất đẹp vị trí của Rai. Thực sự thì để mà nói với một con Rai 1 thôi, hoàn toàn Lâm Luis sẽ có một lượng sát thương cực kỳ lớn với hai đồ này. Nên anh chàng này sẽ là một tên cố gắng lên 8. Lên 8 mà roll không được con Rai nào thì đúng là Lâm Luis sẽ hét lên mà nói là đúng là game nhái thôi. Khá là khó rồi. Tôi nghĩ rằng đợi thêm một chút nữa không? Tân sau lên. Không, Lâm quyết định là lên luôn. 18 tiền roll, liệu rằng có ra được một con Rai nào hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Bắt lại Lulu để có thể kích hoạt cho mình. Đó chính là hai bí ẩn. Hơi khó một chút rồi. 3 bí ẩn và chưa có cho mình là con Rai. Quân đoàn được cho vào để giúp cho Draven có thêm một chút tốc độ đánh cũng như khả năng hồi phục. Như đã đây rồi. Rồi, Rai đã có. Lâm Luis chưa kịp thay và đã khóa lại vị trí của Rai rồi. Phải lock lại thôi, bởi vì con Rai này sẽ là một lượng sát thương cực kỳ lớn trong đội hình suy vong này. Với việc là gây CC đa mục tiêu cùng với lượng sát thương khổng lồ đa mục tiêu của mình, Yasuo đang gây lượng sát thương rất nhiều. Raven 2 được sát thương cũng là có, nhưng đây sẽ là tràn vào từ vị trí của Yasuo. Yasuo đã được kích rồi và sẽ là một chiến thắng dành cho Array thôi. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng Lâm Luis ở một thế khó như này, anh chàng này 18 máu lên roll khá tiền, một cái vuốt rồng ác long cuồng đao. Tôi nghĩ là cuồng đao là cái món đồ ngon nhất của Draven rồi. Con Draven của Lâm Luis nó đang làm tôi nhớ đến con Draven đế chế. Và đây là một con Draven đồ rất tín nhưng mà sở hữu cho mình hai đồ hắc ám Modern Kaiser có lẽ là khóa lại, và ba đồ kia sẽ đẩy cho vị trí của Rai để giúp cho cái dàn tanh cũng như khả năng CC đến từ bộ bài suy vong của Lâm Luis trở nên hiệu quả hơn.
tôi đang nhìn thấy một nhà nào đó đã xoay cho mình bộ bài khung thần sĩ rồi. Một nhà của Clyde, Clyde quyết định đó chính là đánh cho mình bộ bài suy vong. Rai đồ cũng khá đẹp, chỉ thiếu đi giáp tinh thần thôi. Một cái giáp tinh thần sẽ giúp Rai gây được rất nhiều lượng sát thương. Đi đâu cũng thấy Yasuo, nhà Valentino cũng quyết định đánh cho mình bộ Yasuo này rồi. Rai lượng sát thương là rất nhiều, đốt rất nhiều, rất rộng rồi. Và cường thách đấu chịu lại cho mình là 16 máu mà thôi, 18 máu là số máu của Lâm Luis. The Raven vẫn đang được free. Và chúng ta có thể thấy độ hiệu quả của những pha ngục cổ ngữ đến từ vị trí con Rai này là như thế nào. Đấm nhà đồng đội là Valentino rất đau. Và đây là Clyde, những bộ bài suy vong quá đau và thậm chí cường thách đấu đã phải dừng lại vì số 8 rồi. Rất kinh khủng, một pha đấm gần như là nguyên nhà của Clyde dành cho vị trí cường thách đấu. Khi một chàng trai cường thách đấu của chúng ta đã phải dừng lại vì số 8. Zoe chịu lại 6 máu, Array 15 máu, 18 máu là số máu của Lâm Nguyễn. Đang cháy duy nhất ở trong lobby của chúng ta đó chính là Dafu. Update cho mình một con Mordor Kaiser 2 sao, đó chính là Valentino. Kurokyo thì vẫn đang thể hiện một cái phong độ quá ổn định của mình khi mà chàng trai của chúng ta vẫn đang giữ lại cho mình lượng máu rất ổn là 66 máu. Thực sự là quá khó chịu đi khi mà một con Rai cầm cho mình đó là màu xanh đen đậm, lượng sát thương của nó gây ra là rất nhiều. Mặc dù Lâm Luis có một con Rai 1 thôi nhưng một tên vừa rồi đấm Valentino gần như là nguyên nhà. Và cường thách đấu cũng phải chịu cảnh ngộ giống với người đồng đội của mình, đó chính là Valentino. Một tên đấm nguyên nhà và cường thách đấu dừng lại vị trí top 8. Đây rồi, con Rai tiếp tục trưởng, trưởng liên tục, cực kỳ khó chịu. Rai vẫn được trưởng và con Raven này sẽ dứt điểm đi, đó chính là vị trí của Kama. Một chiến thắng dành cho Lâm Luis. Array, wow, Array dứt điểm người đồng đội của mình và Zoe phải dừng lại ở vị trí top 7. Vậy là một đại diện của Philippines cũng như là một đại diện bên phía FCBM đã phải dừng lại vị trí top 7 và vị trí top 8 rồi. Vòng đi chợ 5.5 của chúng ta, Array lấy gì đây? Một cái giao điện static dành cho vị trí của Lâm Luis. Array đang có sự tính toán của mình và đang hơi đắn đo và chưa biết lấy gì cả. Vẫn đang chưa quyết định lấy món đồ nào và quyết định lấy cho mình cái gì khổng lồ trên người của ông Katarina. Tôi tin rằng một tên lấy cho mình đó chính là con Garen cầm giao điện static. Anh chàng này đang muốn cản đi vị trí của một ai đó ở bên team của Philippines để không có được con Garen này. Với việc mà anh chàng Dafu thì phải đang muốn đánh cho mình bộ bài 5 tiền hoặc thần sĩ gì đó, anh chàng này có một con Garen thì hoàn toàn sẽ là một bất lợi dành cho SVM ở trong trận đấu này. Và một con Rai mới chỉ là một sao mà thôi, nhưng mà con Rai của Lâm Nguyễn đang cho thấy độ hiệu quả của mình. Clyde đã update cho mình một con Rai 2. Bài Clyde cực kỳ tuyệt vời khi mà Clyde còn có thêm một đối thủ nữa, đó chính là một cái vực bẫy hắc ám. Đây là bài đấu của Array đối đầu với bài đấu của Lâm Nguyễn. Liệu rằng một pha trăng mờ tốt đến từ vị trí Diana có làm cho không trăng mờ được? Rất đáng tiếc The Raven không bị ớt tung lên, vẫn đang được free. Rai đang trói những pha ngục cổ ngữ quá hiệu quả của mình và đang bị đứng hình, đó chính là Yasuo, đó chính là Mordor Kaiser trong bài đấu của Array. Và Array phải nhận cho mình một trận thua, chỉ còn lại cho mình đó chính là 2 máu mà thôi. Trong đó Kurokyo là người đang cháy với con Hermeringer cầm cho mình là 3 đồ, Valentino 28 máu, Dafu 25, Clyde 25 và Array là 2 máu. Liệu rằng Array có giữ được cho mình một cái trận đấu trong top 5 hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Khi mà Lâm Luis lượng máu đang là 18, một pha đấm nguyên nhà, tôi nghĩ là rất khó để có thể hạ gục Lâm Luis ở thời điểm này. Khi mà những round đấu này mới chỉ là những round đấu ở cái thời điểm 5 chấm mà thôi, 6 chấm thì câu chuyện nó sẽ khác. Và đây là một bài đấu rất mạnh của Clyde khi mà con Rai cầm cho mình đó chính là 2 đồ chứng phái, Draven 3 đồ và có cho mình thêm một cái vực bẫy hắc ám để giúp cho Rai cũng như Draven có thể né đi được những pha kỹ năng đầu tiên trong giao tranh. Và Lâm Luis, Draven của Lâm Luis đối đầu với Draven của Clyde, ai sẽ là người chiến thắng đây? Án tử dứt điểm đi vị trí của Vayne. Và sức mạnh của con Rai 2 đang được thể hiện và một chiến thắng của Clyde trước Lâm Luis. Tôi nghĩ hơi giật một chút không? Hai con Rai đối đầu với nhau nhưng mà con Rai có ngưỡng máu, có ngưỡng máu dưới 60% trước của Lâm Luis là người giành chiến thắng trước bài đấu đó. Và Array phải dừng lại ở vị trí top 6 rồi. Tôi tin rằng đó là vì đơn giản chính là Lâm Luis có một cái giáp thiên thần. Một cái giáp thiên thần giúp cho con Rai này khi mà nó tỉnh dậy hoàn toàn là một lượng máu dưới 60% và không bị focus vào. Gần như con Rai này sẽ được thả free những cái ngục cổ ngữ của mình, thả free đấm nhà Clyde. Bây giờ nhà của Lâm Luis các bạn khỏe được. Chính xác, các bạn có thể thấy mặc dù là Rai 2 đối đầu với Rai 1 nhưng mà một con Rai kích cho mình cái
nội tại của cái bộ sách Hắc Ám trước. Nó mang lại độ hiệu quả khi mà con Rai 2 đứng hình khoảng N giây và con Rai 1 đã dứt điểm đi vào lớp núi, vẫn đang giữ lại cho mình lượng máu là 18 máu. Dafu thì đang thiếu một con Garen để kích cho mình, đó chính là 6 tuần xuống. Đây là một con Garen. Con Rail không đang, thực tiếng. Ra đang du Rail, đang du Rail. Tôi nghĩ là có thể bỏ Rail. Rail không có quá nhiều hiệu quả trong bộ này. Đúng rồi, một pha quyết đoán. Tôi tin chắc đây là một pha xử lý tốt của Dafu khi mà con Rail đó không có bất cứ tác dụng nào ở trong cái đội hình của Dafu cả. 6 thần sứ được kích hoạt, khả năng giảm khoảng phép đến từ vị trí của Garen là có Kama, liệu rằng có carry được hay không đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem ma sứ đối đầu với thần sứ, ai sẽ là người chiến thắng. Tôi đang nghiêng về đội hình thần sứ hơn, nhưng mà Yasuo vẫn đang được chém, hồi máu là không đủ đến từ con Kama kia và Dafu phải nhận cho mình một trận thua trước bài đấu của Valentino. Đấm rất đau đến từ vị trí của Valentino dành cho Dafu rồi. Dafu khá khó khăn, một cái Nico liệu rằng quyết định dùng không, nhưng nếu đây là sử dụng Nico và một con Volibia sẽ không phải là một cái gì đó. Đây rồi, một con Garen, phải Nico Garen này lên 2 thôi, bởi vì đây sẽ có thể là một turn cuối cùng dành cho Dafu. Có Nico hay không đây? Chắc chắn là Nico không rồi. Nico thì để mai Nico. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn phải Nico luôn. Hà Nội rất vội rồi. Dafu liệu rằng anh ta có thể níu lại niềm hy vọng khi mà đồng đội Array cũng như là Zoe đã phải dừng lại ở vị trí top 6 và vị trí top 7 hay không? Một con Garen 2 hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào con Garen này đối đầu với nhà cờ này. Hơi đáng tiếc khi mà tôi không muốn chứng kiến cuộc đối đầu này khi mà hai người đồng đội Viego của Cry dứt điểm ngay lập tức khi sai một dứt điểm chính của bên phía Dafu, và có lẽ đó là dấu chấm hết của Dafu rồi. Một con Viego Cry xem quá tí và dứt điểm đi người đồng đội của mình, đấm đâu đó khoảng lọt khoảng 2, 4, 6, 7 con tướng và âm 16, đó chính là không có gì để nói. Dafu phải dừng lại ở vị trí top 5 rồi. Niềm hy vọng duy nhất của các bạn bên phía Philippines đặt vào đôi vải của Cly. Nhìn một bộ bài giống như kiểu là Cly xếp dành chỉ dành cho Dafu vậy, khi mà con Viego vừa chạm đến chân xuống đã hút ngay linh hồn của con Kama lượng sát thương chính, đó chính là của Dafu, gần như là không có một lượng sát thương nào có thể gây ra nữa rồi. Bài của Kurokyo quá khủng khiếp. Tôi không biết có phải là một cái sự khủng khiếp không, nhưng mà tôi tin chắc rằng đây là một trong những bài đang rất mạnh ở trong cái lobby này đối đầu với nhà Cly. Liệu rằng Kurokyo có thể dứt điểm đi nốt thành viên duy nhất còn lại ở bên phía Philippines hay không? Một pha hất tung tốt đến từ vị trí của Volibear, giảm hồi máu đến từ vị trí của Hermendinger, tiếp tục là con Siren được triệu hồi ra. Draven vẫn đang được ném, hút là tốt đến từ vị trí của Viego, và sẽ là một chiến thắng của Cly trước bài đấu của Kurokyo. Đó là một con Rai với dưới 60% máu từ đầu đến cuối giao tranh dành cho Cly. Với việc mà lượng sát thương của con Hammer này không thể dứt điểm đi con Rai đó, thì đó sẽ là một lượng sát thương khổng lồ. Lâm núi đang dấy quá tốt với con Rai của mình, 18 máu và đang cháy rừng rực. Cly chỉ lại 18 máu, trong khi đó Valentino đã phải dừng lại với top 4 rồi. Vòng đi chợ 6.5, chúng ta có một sẻ các ám trên người của con Garen, nhưng mà liệu rằng có ai nấy hay không đây? Kurokyo bỏ qua và lấy cho mình một cái quyền trượng trên người của Lissandra. Ui, Volibia đây rồi. Đôn thôi để kiếm cho mình, đó chính là Volibia 2. Teemo bỏ qua bởi vì đã lên được cho mình Teemo 2 rồi. Một con Volibia nữa sẽ là một Volibia 2 sao dành cho vị trí của Kurokyo. Hơi đen và chỉ ra thêm được cho mình một con Hermendinger mà thôi. Tôi tin rằng lượng sát thương của Kurokyo bây giờ đang là hơi thiếu một chút. Với việc là anh chàng này mới chỉ là Hammer 1 thôi, thì cái lượng sát thương không được đảm bảo dành cho đội hình này, sẽ phải cần Hammer 2, một con Rai cực chiến. Con Rai này sẽ phải ăn cái vút bẫy, tôi tin chắc là như vậy. Đứng hình đến từ vị trí Rai, một pha hất tung nhồn vào, ném nấm slow tốt này đến từ Teemo. Draven vẫn đang được chơi, nhưng mà liệu rằng với con Draven cầm đồ như thế này có thể gánh được hay không đây? Bị hất tung lên đến từ Siren thì câu chuyện là chắc chắn sẽ là một chiến thắng của Kurokyo rồi. Draven và Rai, Cly chỉ còn lại cho mình là 6 máu mà thôi. Bài đấu của Lâm Lũy rất mạnh rồi, với một con Rai đã Rai 2 rồi. Như tôi đã nói, với việc con Rai cầm cái giáp thiên thần cùng với đó chính là màu xanh lên đậm, thì cái lượng sát thương của Rai gây ra cực kỳ bao la. Ở thời điểm này, thời tiết Hà Nội đang mưa rất to, khiến cho cái đường truyền cùng với cái việc mà âm thanh nó sẽ bị lọt vào mic,
rất mong các quý vị và các bạn thông cảm dành cho ban tổ chức của chúng tôi. Không sao hết, một cái tiếng sấm có lẽ là báo hiệu cho một trận top 1 của Kurokyo hoặc là Valentino, à hoặc là Lemuit, tôi tin chắc là như vậy. Lượng máu Kla chỉ còn lại cho mình là 6 máu mà thôi. Đây là cuộc đối đầu nội bộ giữa Lemuit cũng như là Valentino. Đây là Kla. À Kla, nhưng mà đây Kla cầm bóng, còn kia là Lemuit đối đầu với cả Kurokyo. Đó chính là hai người đồng đội đối đầu với nhau. Còn Kla sẽ cầm cái bóng của Kurokyo. Và một bài đấu quá mạnh ở level 9 của Kurokyo rồi thì chắc chắn sẽ là một pha sấp đôi. Sấp đôi dành cho Kurokyo và trận top 1 dành cho Kurokyo và SVM. À SVM, với việc mà rất nhiều thành viên đang nằm ở trong top thì sẽ là một trận đấu top 1 và vươn lên với cái lượng điểm của mình. Vâng, các bạn có thể để chúng ta vừa kết thúc trận đấu đầu tiên của bảng B, giờ chu thần tim 1 giờ 8, và với một phong độ xuất sắc của Kurokyo, một pha đánh chuỗi thua 10, tôi nhớ rằng cái lượng máu của Lâm Lewis khi mà anh ta chỉ còn lại cho mình 33 máu, bắt đầu anh ta cháy lại khi mà sở hữu cho mình Wonder Raven 2, cầm cho mình đó chính là một cái đại bác liên thanh cũng như là huyết kiếm. Anh ta giữ được máu và comeback và có mặt ở trong top 2, trong khi đó Clay đã phải dừng lại ở top 3. Và một trận đấu top 1 quá xuất sắc dành cho Kurokyo khi mà anh ta đã đép cho mình vào khoảng thời gian early game cũng như là mid game bằng bộ bài Thayma. Thực sự thì cái ngưỡng sức mạnh của Lâm Lewis để khiến anh chàng này hoàn toàn để quay lại được đó chính là một con Rai level 1, cùng với đó là hai đồ chuẩn để cho Rai. Anh chàng này gần như từ đó thắng trở lại và dẫy cho mình, đó chính là một trận đấu rất là tuyệt vời dành cho Lâm Lewis. Tôi nhớ là khi mà Lâm Lewis cháy ở cái khoảng thời gian mà khi mà anh ta đang cháy thì anh ta chưa có Rai, anh ta đép bằng một con Katarina 2 sao, cầm cho mình đó chính là một cái giáp thiên thần quỷ thư cũng như là bộ xanh khắc ám, và lên 8 anh ta mới có duy nhất một con Rai thôi để có thể swap đồ, và như thế là đủ để giúp cho Lâm Lewis có thể dẫy được cho mình một trận đấu top 2 cực kỳ xuất sắc. Và các bạn ơi, thì nếu các bạn đang theo dõi trận đấu thì ở đường truyền YouTube cùng với đường truyền Facebook, thì các bạn nếu các bạn muốn xem những cái thao tác tay trực tiếp của các tuyển thủ, các bạn có thể vào Nimo TV Bonji để có thể xem những cái thao tác, những cái trận đấu trực tiếp do chúng tôi truyền tải lại cho các bạn. Và nếu mà các bạn buổi tối các bạn bận hoặc hôm nay đơn giản là mưa to quá các bạn không xem được nữa, thì các bạn có thể xem lại mọi trận đấu của chúng tôi sẽ được re-up lại ở trên kênh YouTube TGTV vào ngày hôm sau. Thì các bạn có thể subscribe kênh YouTube TGTV cũng như là follow fanpage TGTV để có thể theo dõi mọi lịch thi đấu cũng như là thông tin các tuyển thủ ở trên fanpage đó. Và mong rằng các bạn có thể thông cảm cho ban tổ chức cũng như là các tuyển thủ của chúng ta là hôm nay một cái thời tiết Hà Nội mưa quá to nên là cái đường truyền cũng không phải là tốt nhất để có thể truyền tải đến với các khán giả cũng như là các bạn một cái đường truyền tốt nhất, thì mong các bạn có thể thông cảm và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và đưa đến hình ảnh tuyệt vời nhất dành cho các bạn ở trong hai trận đấu tiếp theo. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái bảng điểm và chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà trận đấu thứ hai của chúng ta bắt đầu. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tố Gaming để theo dõi các giải đấu đương chương trình lý địch cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.